tiểu sử Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Ngài sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại giáo sứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc địa phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư của gia đình 5 người con. Từ nhỏ Ngài là con chiên ngoan đạo. Năm 1971 khi mới 11 tuổi Ngài làm giúp lễ cha già do An Kim Nguyễn Quang Mỹ tại Kẻ Sặt. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1982, chính thức con đường tu tập tại Đại chủng Viện Hà Nội, và sau 6 năm ngày 24 tháng 1 năm 1988 ngài được thụ phong linh mục tại Hải Phòng. Sau đó làm cha chính xứ tại giáo xứ Mỹ Động và Đồng Xá. Năm 1996 đi du học Paris, Pháp, đến ngày 26 tháng 11 năm 2002, tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục Hải Phòng. Ngày 2 tháng 1 năm 2003 được tấn phong giám giám mục tại Hải Phòng do Hồng Y Phao Lô Du Xe Phạm Đình Tụng chủ phong với khẩu hiệu giám mục. Phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018 tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội trong hội đồng giám mục ngài giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam